Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ một like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình để góp nhận 500.000 tóc cần tách các bạn tách coi. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn click link mô tả dưới video mà tôi đang start support. Rồi các bạn chấp nhận điều khoản rồi bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên bạn join lên group của Chiller nè các bạn. Còn join vào bên group nè, rồi bắt up lên nè. Join tiếp kênh Chiller nè. Tiếp tục up lên nè. Follow tại Twitter và tăng 3 người bạn vào nè. Trên tại Twitter này bạn theo dõi nè. Đây là cái gian này nó cho cà lem hay gì ta. Khoan các bạn chờ chút xíu nha bạn. Rồi bạn bắt up lên nè. Follow tại Twitter và retweet tăng 3 người bạn chứ. Toàn like nè, toàn chấp nhận như tweet nè. Tăng 3 người bạn vào nè. Tweet lên nè. Rồi bạn claim tắt nè. Tiếp tục các bạn submit đường link blog hay tại Twitter của mình nè. Trên tờ Twitter nhấp vào avatar, nhấp vào một hồ sơ nè. Nhấp vào anh cùng, nhấp vào chia sẻ. Các bạn sẽ chấp liên kết gửi lên cho bot nè. Tiếp tục gửi địa chỉ BNB sở mắt trên bet 20 trên YouTube Collect cho mình nè các bạn. Rồi mình gửi lên cho bot nè. Rồi Suvetadio. Rồi mong bấm vào dotbot. Ok, mình đã nhận được 500.000 tóc cần tách nè. Và như đến ghép chia sẻ mẹ và người thân để mua cần các bạn. Vì video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.